Thưa pì nọng, cả này pì nọng nông dân đang thoát tọn tì nằm mạnh. Phạ tèo lẹn hưng vằn, nhỏ bẹn chăn rau hí tải thân bại bày phẩy mẩy đông mạnh. Con giường này cấp ủy chính quyền và ngành chức năng huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn đang son cả sáng cả pì nọng khảo rim ngòi, vừa chít tọn nhả nhác. Nắm xe phẩy mẩy làm, quá bại búng đông mạnh, sở sảng rú tỉ phuông. Lườn Bạc Đinh Xuân Vũ, Dũ Bản Nà Rào, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn, ngắm mèn mẩy tình cấu phải song hách ta mại lùng bao, nhong chiếc lầy rú bản Pù. Bạc Vũ lần tèo, bài vằn sam xếp bơn ết, lăng bừa bay tọn tạp lầy, mái cạ chiếc nhả nhác rú quay tiên Pù, tọ lăng tì vận mèn mẩy khẩn đông mại lồng bao của trang lườn sáu dương khảo khiêm hưa tròi của bí nọng trang bản và bại bản sở sảng. Lăng tiền đồng hồ nâng, phẩy mẩy đã đại đắp. Mái bèn bại vằn lăng tì, vận mẩy số bại cuồn mại cải. Lườn bạc đã bay ngòi và đắp lẹo. sải xó, nắm mì cần hơ, mèn xương, mèn thai. Nắm sái xó, nắm chắc con đáy, lầu hăn búng đông nằm của lườn lầu rú máu hù quây tỏ bừa chít tọn sơ rú tiên bù phạ lồng vạ hanh lệnh bẹn cả này đã men mấy làm khẩn đông nằm tấn nhọt tay tay ép của búng nằm mày ngắm hẳm khai trang phi lông xiên như xếp nhì mưa son cả sáng cả vạ hết nem nghị quyết văn bản của cấp nưa phát mà lê son cả bị nọng trang mùa khấu, leo ón tinh táng lan mấy đông mày bại lươn nắm đầy chít phá đông mày cùng trang vằn sam xếp bươn ết, rú bản lạnh xạ tân tú mi bay phầy mẩy đông mại, mẩy quảng trấu phải ly hách ta đông mại, cúa lườn nâng cốc co pan tàu đú đài chắc nhong mi cần bay tức bết kinh lào keo, giá vết lồng nhà khấu bê, trắng mền mẩy, làm óc khỉnh đông phù, leo quạng son tiền đồng hồ lăng, sáu tỉnh bác cần, bao mì ngành chức năng chính quyền tỷ phuông và pì nọng, tò hưa căn, trắng đáp đẩy phẩy mẩy. Con tí vằn nâng, hăn mì tim cả, mẩy đông mại, du búng khao rằng. Chát Trái 6 thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông và xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn. Tành chất khiếp cần của bài đơn vị công an quân đội kiểm lâm, cán bộ huyện và thị trấn, sai pin tì tí phuông, hưa căn, đắp phẩy mẩy. Bài phẩy mẩy nảy, đẩy ngòi lè mẩy rú bảng búng đông bù, xã hiệp lực, giá trắng mẩy làm quá, búng đông mại của thị trấn phủ thông sổ đông mại mèn mẩy quảng S xiên hả bác mét vuông. Vẹn tì khảo quảng bơn S vi xiên nhí khiếp nhì, tan trang song vằn, rú huyện Bạch Thông đã mì sam bày phẩy mẩy. Nhòng vẹn ngành chức năng huyện đã khảo sim son cả sáng cả vi nọng, tảng làn phẩy mẩy đông mại. Sẵn sàng đắp mẩy, hại nắm sải gió, mèn phẩy mẩy, hết óc hạt kiếm lâm đã cả khấn ủy ban nhân dân huyện mì kế hoạch phòng mấy cháu mấy đông mày trang phi long xiên nhị hiếp xăm vạ văn bản hết đây mưa chướng ngòi đông mày táng lan phây mấy đông mày ủy ban nhân dân huyện đã son cả bại xạ thành lập bại tổ đội táng lan phây mấy đông mày của xạ trang phi tó ná cả sáu cấp ủy chính quyền bại xạ son cả khẩu xím mưa tảng lan phầy mấy đông mày sáu xím sấy xí tại tì khẩu bại văn phạ dự báo mấy đông cấp xí cấp hạ lê sau khí vạ cấp chăn cả sau khí xe tảng lan phầy mẩy đông mày việc cần lèo hết của cấp ủy chính quyền tỳ phuông và bại tổ đội cơ động tảng làn mẩy đông rú xạ bản cần lèo khảo sim ngòi vạ sẵn sàng đắp phầy mẩy bất lần vừa hơ hang pi long xiên -Nhì, nhì huyện bạch thông đã khai bài diện tập tảng làn phầy mẩy đông mại trang tỳ tì phuông lè chăn cẩn diếu ngành chức năng son cả pi nọng cần khảo sim hết đây nem bại giường cẩn diếu xe phát tọn tạp vạ chết lây lèo ngòi hử đây vừa dùng phầy Dú, Trang Đông.